Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án smartphone nhãn 50 top cần Xbull nha bạn. Một top cần Xbull trị giá khoảng 2 đô người ta các bạn. Để tham gia game này các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đã bấm start chatbot nha bạn. Sau khi các bạn bấm start xong nó ra một lượt captcha thì các bạn nhập số captcha này cho đúng các bạn. Rồi các bạn lướt captcha các bạn. Sau khi lướt captcha xong thì các bạn bấm vào continue nữa. Mình sẽ get được 50 top cần Xbull trị giá khoảng 100 đô cho dự án này các bạn. Rồi bạn bấm vào continue nữa. Chương trình AirDrop này nè, vào ngày 30 tháng 4 các bạn, nên các bạn làm nhanh nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group follow kênh seller nè các bạn. Rồi my way các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi bạn mới đáp lời. Các bạn follow kênh seller nè các bạn. Bạn join xong kênh seller nữa bạn mới đáp lời nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và tan và ba người bạn nha các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn like nè các bạn. Phan các bạn, rồi các bạn chỉ việc like thôi các bạn bắt đáp lời nha các bạn. Các bạn qua bên cái bài bot tờ tweet nữa nè các bạn. Các bạn tờ tweet ba người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đầu chung đi các bạn tăng ba người bạn vào các bạn cộng Minh cộng Goku tăng các bạn cộng Liu tại bấm cộng một nhảy dưới thăng. Rồi các bạn tự quyết lại nha bạn. Sau khi các bạn tự quyết xong thì các bạn follow tiếp kênh seller nữa nè các bạn. Rồi các bạn follow kênh seller nha bạn. Rồi mình đã sorry anh em mình đã sai cái đó anh em ơi. Trên tờ quyết bot thì các bạn chỉ bot thôi bạn. Còn mình đã quên tự quyết bây giờ đã ghi của nó các bạn. Sorry anh em nghe tất cả anh em. Rồi các bạn chỉ dẫn cho tự quyết bây giờ đã ghi nữa. A còng Minh các bạn chỉ việc nhấp vào Twitter nó bạn dưới cái game các bạn follow lại các bạn Yuku A còng Lê Du rồi bạn tweet lại nè vậy là xong nha bạn rồi bạn mới đập lên nè tiếp tục thì bạn follow Twitter like và report nữa tiếp tục kênh thứ hai cái seller của nó nè bạn Twitter của nó nè. Các bạn việc like nè các bạn kích dẫn như tờ quýt chứ ưu xin em dán nha các bạn. A còng AirDrop đây nè các bạn. Rồi bạn tờ quýt lên nha các bạn. Sau khi các bạn tờ quýt xong thì các bạn mới đáp lên nè các bạn. Các bạn bấm vào mục submit tên nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm done. Cũng có phần hầu hơi chậm các bạn. Tiếp tục thì nó yêu cầu mình gỡ lên đường link và profile từ Twitter của mình thì các bạn mở từ Twitter bên ra này các bạn. Bạn nhấp vào ba chữ bên cùng, nhấp vào một hồ sơ. Nhấp vào ba chữ bên cùng. Bạn bấm vào chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn follow kênh này nguồn AirDrop của nó nha các bạn. Rồi mình đã follow rồi các bạn bắt up lên rồi các bạn. Bạn bấm done nha các bạn. Rồi follow tờ Twitter và Twitter các bạn bấm yes nha các bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ Smart Chain BB S20 mình các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời các bạn dán vào đây nè. Rồi bạn gửi các bạn.
Các bạn có thể dùng địa chỉ ví Safiban cũng được các bạn. BB trên ví Safiban. Rồi tiếp tục các bạn giờ bấm vào sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Rồi sau khi bấm vào sao tiếp thì mình đã nhận được 50 token Xbull nè các bạn. Đây là link ghép của mình, các bạn việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Giờ mình giới thiệu các bạn thêm một chương trình ghép thứ hai nữa là mình giới thiệu các bạn tham gia một dự án là Umo Disco mà nhận 30 đô token Disco nè các bạn. Thì để tham gia dán thì các bạn click phần link mô tả thứ hai của mình, bấm start nè các bạn. Rồi sau khi bấm start xong bạn bấm vào continue nè các bạn. Rồi nhiệm vụ thì cũng khá là đơn giản, các bạn join kênh group follow kênh Seller và tại Twitter thì các bạn follow và tại Twitter tăng 5 người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn like nè, chích dẫn cho tại Twitter nè các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn của mình thường xuyên tăng vào nha các bạn. Cộng mình này nọ đồ các bạn. Rồi các bạn bấm tại Twitter nha các bạn, vì mình đã tại Twitter xong rồi. Sau khi tại Twitter xong thì các bạn phải đáp lên nè các bạn. Các bạn bấm vào một submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn bấm don. Rồi các bạn gỡ lên đường link tại Twitter của mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ BB Smashen Bet20 nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một dot 3 này các bạn thì các bạn sẽ thấy được cái link ghép của bạn. Bạn việc lấy link ghép này mà chia sẻ cho ông bà và người thân để kiếm tiếp tục cần nha các bạn. Ok, vậy mình đã giới thiệu các bạn tham gia hai dự án đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.